Hello, xin chào các bác nhé. Đã trả lời kênh YouTube là Nghiệp Bãi là rẻ này. Đấy, clip này lên cho bác một con bình thủy nhé, của dòng Joji Roshi bác nhé. Dung tích là 2 lít 2 bác nhé. Đấy, thanh vách này, cái này có tí bẩn bác nhé. Đấy, vách tương đối ok bác nhé. Đấy, nó cấn một tí thôi. Đấy, một con bình thủy 2 lít 2 bác nhé. Đấy, 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 ok. Con này đời 98 bác nhé. Đời 1998. Đấy bác, Joji Roshi. Đấy, thông số, tổng số con này đây. Đây, một điện 100V công suất tiêu thụ nó 985W nhé. Sơn tất ta nhật luôn bác nhá. Đây. Đây là tem sử dụng của bác nhé, tem hướng dẫn sử dụng. Đây thích ruột gioăng nhé, gioăng ok bác nhá, gioăng xanh ngắt luôn bác này. Đấy, gioăng gioăng đều đặn xanh ngắt luôn bác nhá. Đấy, một con Joji Roshi xanh ngắt luôn nhá. Đây, lòng đi, lòng đẹp bác nhá. Lòng xanh ngắt được một màu luôn. Đấy, ok bác nhé. Lòng đẹp xanh ngắt luôn. Đấy, đây tôi thử thứ dây cho các bác này. Đây ổ điện này. Đấy nhá, đã điện báo vào nhé. Điện báo vào, đây em thử bơm cho các bác này. Đấy, bơm kêu rất êm nhưng không có nước nhé. Không có nước, test cho các bác. Nhưng mà vẫn bao chạy nước ok cho các bác này. Đấy, đấy nước đang vào nhé. 98 nhé. Là nóng nhé, nóng nóng ngồi các bác nhé. Bao chạy hoạt động ok cho các bác. Thì con này bán giá là 550.000 nhé. 550.000. Con nào chốt hàng thì vui lòng hẹn với số điện thoại 0983 329 755. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào các bác, hẹn các bác clip tiếp theo. Xin cảm ơn. Đủ dây nhé bác nhé. Bao đủ dây cho các bác.